Áo dài từ lâu được coi là biểu tượng của tinh hoa văn hóa Việt. Nghề may áo dài vì thế cũng được nhiều người trân trọng và theo đuổi. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chương trình gặp gỡ chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp ở phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai để lắng nghe những câu chuyện của chị với nghề may áo dài. Tròn 30 năm làm nghề may, trong đó có 26 năm gắn bó với nghề may áo dài ở thành phố Lào Cai. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chủ nhân của nhà may này nhé. Chào cô Diệp ạ. Chào cháu. Và cô đang may áo dài hả cô? Cô đang làm áo dài. À đấy. Đây là đang đến công đoạn nào của áo dài vậy cô? Đây là cô đang bắt đầu cắt áo. Vậy thì để làm nên một chiếc áo dài thì sẽ phải trải qua những công đoạn nào? Trước tiên là mình phải chọn vải tư vấn cho khách. Đấy là việc đầu tiên. Sau khi khách đã ưng ý, chọn được mảnh vải phù hợp thì bắt đầu là mình lấy số đo. Khi có số đo rồi thì người ta tiến hành cắt, xong rồi may và hoàn thiện. Vậy thì một năm thì nhà mình bán được khoảng bao nhiêu chiếc áo dài? Hai năm vừa rồi là dịch thì không tổ chức được các sự kiện, không tổ chức được cưới hỏi thì may được ít lắm. Thế còn trung bình mỗi năm chắc cũng phải từ 1.000 đến 2.000 bộ. Cô đã học nghề này mất bao nhiêu lâu thì mới có thể làm thành thạo được? Nếu mà để làm nghề thành thạo ấy đấy thì phải mất năm, hơn năm. Thế thì theo cô chăm chỉ và khéo léo thì đã đủ điều kiện để có thể trở thành một thợ may áo dài chưa? Chắc chắn là thành. Bởi vì cái sự chăm chỉ thì cô nghĩ là nghề nào cũng cần, và khi đã có sự chăm chỉ thì sẽ thành công. Cô Diệp đã học cái nghề may áo dài này từ đâu ạ? Thầy đầu tiên về dạy về áo dài của cô đấy là mợ của cô ở dưới Thái Bình. Hơn nữa thì từ ngày cô lấy chồng năm 91, đủ tròn 35 là mẹ chồng cô dạy, nhưng mà lúc bấy giờ là bà mẹ áo bà ba thôi. Nhưng giữa áo bà ba và áo dài có một nét tương đồng, đấy là cái phần xẻ tà và phần thân trên, nó ôm sát người. Thế là đến năm 96 thì cô chuyển sang cô đi học áo dài. Vậy thì theo cô Diệp thì điều gì đã khiến cho khách hàng của cô đã yêu mến và gắn bó với cô suốt gần 30 năm qua ạ? Theo cô thì để làm nghề thì việc đầu tiên là mình phải tận tâm, vì nghề của mình là nghề phục vụ khách hàng và giữ uy tín thì khách hàng sẽ nhớ đến mình. Và đương nhiên cộng vào đấy phải có tay nghề kỹ thuật cao để làm sao mà khách mặc lên ai người ta cũng phải ưng ý với tà áo dài của người ta, đẹp hơn thì người ta cũng mới nhớ được đến mình. Theo cô Diệp thì như thế nào thì được gọi là một chiếc áo dài đẹp ạ? Cái áo đấy nó phải phù hợp với người mặc. Nó phải tôn được những nét đẹp của người phụ nữ lên, và nó che giấu bớt đi những cái khiếm khuyết của người đang mặc nó, thì sẽ được coi là một chiếc áo dài đẹp. Cháu cảm ơn cô Diệp rất là nhiều. Qua tâm sự trò chuyện với cô và qua cách làm việc của cô thì cháu cảm nhận được cái tình yêu rất là sâu sắc của cô dành cho tà áo dài truyền thống của Việt Nam. Cháu chúc cô lúc nào cũng mạnh khỏe và giữ mãi với niềm đam mê này. Cảm ơn cháu.